Dạ bạn, thì sau khi clip xe Exciter dọn mới 8880 đang lên thì thực sự là em nghĩ là cũng sẽ bị quăng bom chém gió chặt chém nhiều lắm. Nhưng mà hiện tại thì em chưa thấy ai chặt chém em. Thì anh em khen cũng rất là nhiều. Thì thực sự em cảm ơn các bạn xem kênh. Và sẽ có một số góp ý với các bạn là mình có vào mình đọc bình luận á, ở trên YouTube của mình á, thì mình thấy các bạn nói là những cái xe anh Tây làm á, phần máy á, là anh Tây không có ráp hoặc là tiệm anh Tây không có đàm. Thì mình chưa hiểu rõ câu hỏi của các bạn là như thế nào. Là ý các bạn hiểu theo đúng nghĩa đen là em là người trực tiếp phải ngồi ráp cái máy này, hay là tiệm em không biết ráp máy? Hai vấn đề nó hoàn toàn khác nhau nha. Ví dụ như là cái trường hợp đầu tiên là em phải là người hoàn toàn ráp cái máy này hay không, đối với em không quan trọng. Bởi vì khi em mở tiệm ra thì mình phải thuê nhân viên, và nhân viên của mình làm có tốt, có kỹ được cho khách hàng mình hay không, đó mới là yếu tố quan trọng. Chứ còn mà ai ráp một chiếc xe cho các bạn á, thì thực sự là nếu mà một người mà ráp được một xe á, thì không thể nào mà một ngày một người đó ráp được mười mấy xe hết. Và người đó sẽ làm rất là ẩu. Thì một người ráp một xe trong vòng một ngày hoặc hai ngày là một cái chuyện bình thường. Còn tới cái vấn đề thứ hai mới là vấn đề quan trọng nhất, là những cái máy mà em làm á, là em đem đi nơi khác nhờ người ta lắp ráp hay sao, thì cái câu trả lời đó có thể là các bạn hiểu lầm. Bởi vì đối với những anh em nào mà trực tiếp tới tại tiệm em làm sửa chữa, người ta sẽ đều biết là tiệm em á, là một tiệm sửa xe và dọn xe. Thì đã kêu là một tiệm sửa xe, thì khi mà tới các bạn cần điều gì đó, các bạn muốn thay bố thắng, thay nhông sinh dưỡng, làm máy, thì bắt buộc em phải làm được cho các bạn để các bạn về trong ngày. Thì có thể các bạn chắc là người lần đầu tiên mới xem kênh của em cho nên mới có câu hỏi như vậy. Thì các bạn có thể kiếm những clip sửa chữa những cái xe hồi xưa các bạn coi và tham khảo. Còn riêng vào tiệm của em thì vấn đề máy móc là sẽ làm tại tiệm, chứ không có đem đi đâu làm hoặc là không có nhờ này người kia làm. Bởi vì riêng về phần máy á, thì em rất là khó tính. Em luôn muốn giao một chiếc xe tới tay khách hàng là chỉnh chu nhất, hoàn thiện nhất. Giống như cái xe Exciter biển số là 8880 này. Đó. Thì đã chạy lúc đai được 233. Thở là cái xe nó nổ. Dùng từ thở là cái xe nó nổ nha. Cái xe đang nổ luôn đó các bạn. Và thực sự là cái xe em á, còn chưa em bằng cái xe của anh Nam đâu. Đó. Cái xe mà mới ráp á, các bạn chạy nhiều quá giai đoạn lowrider thì cái xe của mình nó sẽ càng nhẹ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Có thắc mắc gì cứ trực tiếp tới tại tiệm, cần chỉnh sửa dọn xe sơn si thay bố thắng, làm những cái món lặt vặt mấy chục ngàn em cũng có làm.